Các bác, Minh Audio Hà Đông giới thiệu đến các bác một mẫu lọc nhạc của Hàn Quốc. Con này là LG 960 hay còn gọi là Lotte. LG thì nó quá quen thuộc với người Việt Nam rồi. Nội địa thì người ta gọi là Lotte nhưng nó vẫn có cái mã là LG 960 các bác nha. Lọc này có 4 chế độ người dùng là từ E1 đến E4. Còn 4 chế độ là của máy. Đây, các chế độ này. Chế độ flat là chế độ nằm ngang chưa chỉnh nhạc. Khi nào cái thanh nhạc nó nằm ngang là chưa chỉnh. Còn nút này nút display. Kiểu nháy của lọc. Phải nói là lọc này có rất nhiều kiểu nháy bắt mắt. Quá đẹp luôn, nếu vừa độ đẹp của hiệu ứng nháy quá bắt mắt luôn. Nhiều mẫu lọc âm thanh đắt tiền nhưng không có kiểu nháy như này. Đây là volume cao thấp của cái đèn nháy này. Bác thích cao, nháy cao thì vặn cao lên. Đây là nút nhớ để chỉnh lưu nhạc. Và đây là nút tần số. Đây mình bấm ở đây nó sẽ nhấp nháy ở đâu thì mình sẽ lên xuống ở đó. Đó. Một trong những mẫu lọc dễ dùng và hay. Tôi đảm bảo các bác rất hay nhá. Tôi để cái giá quá ok 2,8 triệu cho một mẫu lọc bãi zin và đẹp như thế này. Bãi zin luôn, zin 100% luôn nhá. Màu vàng chanh sang trọng. Được vào, được ra, được vào còn lại bên cạnh. Đấy là tem. Mở to mời các bác cùng nghe. Nếu xuân này vắng anh. Đây là bát. Tôi nhấp nháy tiếp này. Cho lời hát lên này. Cho tép lên này. Tiếng pháo mãi úa sáng bên. Bát lên. Thì đừng đến xuân ơi. Nhấp nháy ở đâu mình lên xuống ở đó. Đấy là do mình thích cái khuôn nhạc của mình. Tôi bấm vào nút nhớ. Bấm vào nút nhớ, ấn vào kiểu số 3. Đấy tôi đã lưu kiểu số 3. Đây kiểu số 1 này, 2 này, 3, 4 chưa lưu là nó sẽ nhạt hơn. Về anh có hay hoa bướm vui mùa xuân về. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Xuất hàng toàn quốc qua Viettel hoặc nhà xe khách, cước vận chuyển người mua chịu. Cước vận chuyển nó là tiền xăng xe, tiền đi lại. 960 LG 960.